Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với chủ xe limousine chạy dù bị nữ hành khách tố có hành vi hành hung và bỏ mặc giữa cao tốc gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Liên quan đến vụ nữ hành khách bị nhà xe limousine hành hung bỏ rơi giữa cao tốc, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng theo đó, chủ xe limousine chạy dù bị xử phạt hai lỗi là không có phù hiệu và lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Liên quan đến việc nữ hành khách tố bị phụ xe limousine bóp cổ, vị lãnh đạo đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành tạm giữ phương tiện, triệu tập những người liên quan đến làm việc, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân bị hành hung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại. Dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm, nhưng nữ hành khách tố bị bóp cổ vẫn không đến cơ quan công an làm việc. Do vậy, không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan. Ngày 22 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử tiếp tục cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát cho biết, toàn bộ dữ liệu liên quan công ty ma thuộc về văn phòng hội đồng quản trị công ty, bản thân bị cáo cũng không được chia sẻ và biết gì về các công ty ma như cáo trạng nêu. Bị cáo Hồ Bửu Phương nói với giọng nghẹn ngào và cho biết, lúc đầu không hiểu vì sao bị bắt tạm giam, bị cáo cảm thấy nhẹ lòng khi thấy hành vi của mình cũng nhẹ, bị cáo thấy hành vi không nặng nề, nhưng mới đây sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản bị cáo cảm thấy rất bàng hoàng. Hành vi sai phạm của bị cáo Phương qua điều tra xác định bị cáo liên quan đến các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần đối với 277 khoản vay của 118 công ty tại SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ gốc là hơn 216.000 tỷ đồng và nợ lãi hơn 99.000 tỷ đồng, trong đó số tiền được rút ra dưới hình thức tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống là hơn 190.000 tỷ đồng. Luật sư Nguyễn Thành Công bào chữa cho bị cáo Phương lập luận rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, nếu buộc phải biết về hành vi của chủ mưu cầm đầu là quá sức đối với bị cáo dưới quyền như Hồ Bửu Phương. Bào chữa bổ sung cho bản thân, bị cáo Hồ Bửu Phương xúc động mạnh, bị cáo Phương bày tỏ rất sốc trước mức án bị đề nghị. Bị cáo nói từng khóc rất nhiều khi bị bắt vì tội tham ô tài sản. Sau đó khi được đọc nội dung cáo trạng, so sánh hành vi của mình với bức tranh tổng thể của vụ án, bị cáo cảm thấy nhẹ lòng vì cho rằng vai trò của mình không quá quan trọng. Hơn 18 tháng bị tạm giam không được gặp vợ con, bị cáo rất khao khát được gặp họ, nhưng ngay mức án bị đề nghị, bị cáo không muốn gặp vợ con nữa, bị cáo cảm thấy rất xấu hổ, bị cáo mong được hội đồng xét xử xem xét lại hành vi, vai trò của bị cáo trong vụ án để có mức án khoan hồng. Bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB bị đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Luật sư nói rằng bị cáo Hải không phải là người giúp sức tích cực cho vụ án. Bị cáo chủ quan việc phê duyệt của mình là đúng quy trình. Hành vi của bị cáo Hải mang tính chủ quan và có vai trò thứ yếu. Đề nghị hội đồng xét xử có mức án phù hợp với hành vi của bị cáo Hải. Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải cho rằng việc căn cứ hành vi để luận tội bị cáo là chưa đầy đủ và chính xác, cần phải xem xét hoàn cảnh bị cáo phạm tội. Bị cáo Hải trình bày, Vi phạm xung quanh nằm ở chỗ tạo lập hồ sơ vay, giải ngân, tài sản thế chấp và giá trị tài sản thế chấp. Thông qua thời gian xét hỏi tại tòa cho thấy bị cáo không tham gia vào cũng không chỉ đạo cấp dưới tham gia. Cũng theo bị cáo hải, bản thân bị cáo rất ăn năn, hối lỗi, nhận thức sâu sắc về hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát xem xét mức án tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo hòa nhập với xã hội. Mới đây Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ bà Trần Thị Trúc, người bị mất 11,9 tỷ đồng trong tài khoản vừa được mở ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh buộc Vietcombank phải bồi thường thiệt hại cho bà Trần Thị Trúc 700 triệu đồng. Bà Trúc cho biết, bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank. Vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít, So với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất trong tài khoản được mở tại ngân hàng này. Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank cũng đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Trúc, bởi Vietcombank đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Sau vụ việc này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, VCB cũng đã gửi những thông tin như sau. Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao liên quan đến giao dịch ngân hàng, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức. Vietcombank đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo nhằm khuyến cáo khách hàng lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn giao dịch an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro và bảo vệ tài sản của mình. Các thông tin hướng dẫn giao dịch an toàn thường xuyên được Vietcombank cập nhật trên website chính thức của ngân hàng và trên giao diện của VCB Digibank. Tuy nhiên, Vietcombank rất tiếc vẫn có khách hàng như trường hợp bà Trúc do bị đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đe dọa ép buộc nên đã tự cài phần mềm giả mạo vào máy điện thoại, không thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giao dịch an toàn của ngân hàng, nên đã bằng hành vi của mình tự cung cấp toàn bộ các thông tin bảo mật được ngân hàng cung cấp dành riêng cho khách hàng, cho các đối tượng lừa đảo. Từ các thông tin bảo mật được khách hàng cung cấp đó, đối tượng lừa đảo đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đây là thủ đoạn của tội phạm đã được các cơ quan nhà nước cũng như Vietcombank thường xuyên cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở giao dịch và trên các ứng dụng giao dịch trong thời gian dài. Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại nội dung bà Trúc khởi kiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đúng đắn theo quy định pháp luật của các bên. Liên quan đến vụ việc khách hàng bị biến khoản nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng sau 11 năm mở thẻ tiến dụng của Eximbank, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngoài Exim Bank, nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phương pháp tính lãi trồng lãi. Thông tin này được ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ Thành phố Hồ Chí Minh chiều 21 tháng 3. Ông Võ Minh Tuấn cho biết, với con số vay nợ 8,5 triệu đồng, sau 11 năm tăng lên thành 8,8 tỷ đồng ngân hàng đã áp dụng thì đây là cách tính lãi kép, tức là lãi trồng lãi. Theo ông Tuấn, hiện nay lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng nhà nước sẽ để các ngân hàng cung cấp dịch vụ thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ là khách hàng không dùng biện pháp hành chính để điều hành lãi suất cho vay, trừ lãi suất cho vay đối với 5 ngành ưu tiên hiện nay chỉ có 4% một năm. Ông Võ Minh Tuấn cho biết, hiện theo quy định tính lãi với các sản phẩm cho vay thông thường, không bao gồm cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế, thì tính lãi dựa trên số gốc. Nếu có lãi chậm trả thì tính thêm, nhưng không quá 10% trên số tiền lãi chậm trả. Nhưng quy định này không quy định với vay thẻ tiến dụng. Lý giải vì sao không có quy định trên đối với cho vay qua nghiệp vụ thẻ tiến dụng, ông Tuấn đưa ra một ví dụ cụ thể. Ông Tuấn nói, khi mua sản phẩm 5 triệu đồng, tùy ngân hàng mà khách hàng sẽ không trả lãi trong 30, 40, 55 ngày đầu. Trong khoảng thời gian đã chi tiêu rồi, nếu vay thông thường phải trả lãi từ ngày chi tiêu, nhưng thẻ tiến dụng được ưu đãi không trả lãi từ 30 đến 55 ngày. Nhưng nếu thời gian này không trả đầy đủ 5 triệu, thì ngân hàng bắt đầu tính lãi cho số tiền chưa trả. Lúc đó ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất. Hiện nay lãi suất cho vay qua nghiệp vụ thẻ tiến dụng dao động từ 20 đến 40%. Về việc có bao nhiêu ngân hàng tính lãi kép đối với thẻ tiến dụng, ông Võ Minh Tuấn nói, với phương pháp tính lãi kép trồng kép của ngân hàng Exim Bank, thì không chỉ một bình ngân hàng này tính lãi trồng lãi trong nghiệp vụ cho vay qua thẻ tiến dụng quốc tế. Tuy nhiên, số lượng cụ thể có bao nhiêu ngân hàng thì chúng tôi cần thời gian thống kê. Ông Tuấn khuyến cáo người dân nếu có sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng nên biết những tiện ích cơ bản cũng như chính sách giá và phí của ngân hàng. Ông Tuấn cũng thông tin thêm, ngân hàng nhà nước đã yêu cầu Exim Bank xác minh vụ việc, làm việc với khách hàng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cả khách hàng và ngân hàng báo cáo bằng văn bản với ngân hàng nhà nước. Để không xảy ra những vụ việc tương tự, ông Tuấn cho biết ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng giả soát lại những chủ thẻ, tìm hiểu những chủ thẻ lâu không dùng thẻ để làm việc, tìm được sự thống nhất giữa ngân hàng và khách hàng để đảm bảo quyền lợi các bên. Trong tương tác giữa khách hàng và ngân hàng, ông Tuấn khuyến nghị ngân hàng cần thông tin để khách hàng biết được biến động số dư thông qua email, tin nhắn, thư qua bưu điện đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp những nội dung chính của sản phẩm, dịch vụ để khách hàng hiểu, đồng thời công khai biểu phí và chỉ được thu phí theo biểu phí công khai. Nói về việc tính lãi như vậy có hợp lý hay không, ông Tuấn cho rằng từ 8,5 triệu sau 11 năm tăng lên 1.000 lần thành 8,8 tỷ, nhìn vào là thấy sự không hợp lý. Tuy nhiên, sự không hợp lý này có nguyên nhân của nó, cơ bản đây là cách tính lãi kép, lãi trồng lãi, trong đó có một số ngân hàng sử dụng cách tính này trong giao dịch thẻ tiến dụng. Ông Tuấn nói, ngân hàng kinh doanh trên chữ tín, nếu để xảy ra sự việc như thế này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thương hiệu, làm suy yếu lợi thế cạnh tranh và đề nghị các ngân hàng quan tâm đến lợi ích chính đáng của khách hàng. Liên quan đến vụ một hiệu trưởng tự phân công cho mình đứng lớp để nhận chế độ phụ cấp hơn 300 triệu đồng, ngày 22 tháng 3, thanh tra huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Theo đó, cuối năm 2013, Tránh thanh tra huyện đã có quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng ngân sách ngoài ngân sách tại trường tiểu học Đồng Me, xã Đức Thuận, Tánh Linh. Theo báo cáo của đoàn thanh tra, đối với nội dung chi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo và chế độ phụ cấp ưu đãi khuyết tật cho bà DTH, hiệu trường trường tiểu học Đồng Me có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2013, trong bản phân công chuyên môn của nhà trường do bà H, hiệu trường trường tiểu học Đồng Me ký phân công cho chính bà H đứng lớp 2 tiết một tuần. Theo hồ sơ kế toán thời điểm trên, hiệu trưởng DTH đã nhận đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp ưu đãi khuyết tật với số tiền hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với các cá nhân có liên quan thì tất cả giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp. Giáo viên đã chuyển trường và các cá nhân khác có liên quan đều khẳng định hiệu trưởng trường này không trực tiếp đứng lớp với định mức 2 tiết một tuần theo quy định. Bà DTH chỉ thực hiện việc đứng lớp sau khi có quyết định thanh tra đột xuất theo kiến nghị của đoàn thanh tra đây là nội dung phức tạp có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ